Làm thế nào để loại bỏ những cái sai lầm trong quá trình thiết kế nội thất? Trong cái video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn loại bỏ những cái sai lầm thường gặp trong quá trình thiết kế nội thất. Thứ nhất đó là công năng thiết kế lúc thừa lúc thiếu. Thứ hai đó là chọn kích thước lúc to lúc nhỏ không phù hợp với không gian. Thứ ba đó là màu sắc rất phức tạp, bố cục không rõ ràng. Thứ tư đó là chọn vật liệu sai, vị trí và môi trường. Trên đây là những cái nội dung tôi muốn chia sẻ với các bạn nhằm mục đích loại bỏ những cái sai lầm thường gặp trong quá trình thiết kế nội thất. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian và lắng nghe video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Văn Việt. Để không bỏ lỡ những các video tiếp theo, hãy bấm vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem video tiếp theo ở bên tay trái hoặc tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.